Nhờ danh tiếng của SNSD cộng với vẻ ngoài xinh đẹp mà Yuna luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhất cử nhất động của nữ thần tượng đều lọt vào tầm ngắm của truyền thông và dễ dàng khiến dư luận xôn xao. Đơn cử như một bức ảnh động của cô nàng cũng làm cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây, một trang tin tức đã tung ra bức ảnh động ghi lại hình ảnh Yuna trên sân khấu diễn ra hồi ngày đầu tháng 10. Khi đó, cô nàng gặp phải sự cố chiếc micro có vấn đề và phải nhanh chóng báo cho bộ phận hậu đài khắc phục. Những tưởng chỉ là bài đăng bình thường, song lại thu hút sự quan tâm cực lớn của đông đảo cư dân mạng, nhận về 20.000 lượt phản ứng và hơn 1.000 lượt chia sẻ trên Facebook. Mọi người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp thiên thần của cô nàng, dù chỉ trong vài giây của bức ảnh động. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng, với nhan sắc như thế, Yuna hoàn toàn không phải người thường. Dù luôn ý thức được nét đẹp của thành viên SNSD, nhưng phản ứng của mọi người lần nào cũng như lần ấy, tấm tắc khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ, ganh tị. Đến cả chuyên trang Dispatch cũng bị xem là fan cuồng của Yuna khi vừa qua đăng tải loạt hình bám đuôi cô nàng trên đường chuẩn bị đến dự họp báo phim mới. Hiện tại Yuna đang bận rộn với lịch trình ghi hình phim truyền hình The K2. Với tính cách nhân vật mới lạ, sự đột phá trong hình tượng vai diễn của cô đang nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả cũng như giới phê bình phim. Bên cạnh đó, cô nàng cũng không ngừng gây sốt với hàng loạt những tin tức bên lề như cảnh quay ăn mì, chiếc váy ngủ rẻ tiền hay hai đôi dép nhựa không đụng hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!